Em nghĩ cả nửa tháng nay giờ bán lại đi chơi, có nửa tháng nay giờ bán lại, nhưng ngày bán lại vừa bán vừa tặng. Con này là con cò mổ rất là đẹp nha mấy anh, rất là đẹp luôn. Có một nhật 2 3 4 5 6 7 8 9 10, lựa 10 lên 10 nha. À, này rất là đẹp nè. Da này là da của em bọc này, da nâu ra da bò ra màu nâu rất là xịn luôn. Đây tên hãng của nó nha. Dòng này, cái dòng này là ngoài tuổi sau thập niên 50 này. Mọc của nó nè, thấy mọc chữ nhiều chữ không? Mọc của nó là thập niên 50 ra, giá trị sưu tập ra thì nó xài rất là thích mà. So với gói thuốc nè, nó giữ xăng rất là tốt. À, giữ xăng rất là tốt. Em bán con này, em bán con này, em tặng con này nha. Bán con này tặng con này nó cơ hội ngàn năm có một. Con này là con Bengum anh. Con Bengum Nhật thập niên 60. Hãng Bengum này rất là nổi tiếng. À, tiếng rất là hay nha. À, còn nguyên cọng bắp bột của nó luôn đây nè. Em đang ngồi dưới dưới cái máy lạnh đó, nó có quạt luôn á. Em chưa có châm xăng để chích miếng xăng vô để clip cho mấy anh. Chích miếng xăng vô clip nha. Đây là con Bengum Nhật luôn á nha mấy anh. Còn cũng còn rất là đẹp. À, tiếng rất là hay nha. Con là con Bengum Nhật, xăng đá Nhật đó, thập niên 60 nè. Đó, còn nguyên cọng bắp bột của nó luôn. Em đang ngồi dưới máy lạnh mà em chưa châm xăng chích ít đâu nha. Em chích miếng xăng thôi mà lửa nó đã như vậy đó, phê như vậy. Em đang ngồi dưới máy lạnh luôn đó, gió của máy lạnh đó. Con này cũng còn rất là đẹp luôn. À, rất là đẹp. Con này còn rất là đẹp luôn mà anh. Con này là con Bengum. Anh nào mà sưu tập vẹt xưa mà nói tới Bengum là biết liền. Bengum Omega với lại Rinsser, ba hàng đó của Nhật rất là nổi tiếng. Tại vì nó chuyên hồi xưa nó chuyên làm hàng đặc á, cho nên nó nổi tiếng lắm. Đó, chất lượng của nó cũng khác những con khác nữa, cho nên là hàng hãng này rất là mắc. Đây mọc của nó nha. À, mấy cái dòng xăng đá Nhật này thì nó không có làm ruột, nó không có chữ như Zippo đâu, nhưng mà chỉ có ruột của nó mới gắn. Ví dụ như của hãng Bengum thì phải gắn được cho hãng Bengum, hoặc của con đó mới gắn đúng, chứ con đó của Omega là không gắn được cho Bengum đâu. Đây, đó kê luôn rồi rút. À, thấy không? Còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp luôn nha. Em tặng nha, em không có lấy tiền. Em quay kỹ vậy thôi, em tặng vậy thôi. Chứ mà con Bengum này, em anh biết không? Cái con Bengum này, cái dòng xăng đá Nhật, một cái con Bengum này nè. Nó mắc ngang ngửa với lại dòng dòng cổ cao này luôn á. Nó mắc ngang ngửa dòng cổ cao luôn. Em bán hai con 500 ngàn nha. Rồi bán con này, tặng con này. Tại vì em bao phí ship nữa, cho nên là cái này đúng nghĩa là vừa bán vừa tặng luôn á. Bán con này tặng con này đó, cho nên là đừng có hỏi em mua lẻ nha. Tại vì nó rẻ quá. Trời ơi, mấy anh bỏ ra 500 ngàn, em nói thiệt với anh, mấy anh á, mấy anh phí ship từ Mỹ về đây còn chưa được nữa. Đừng nói gì là mua được cái quẹt nha. Em nói thiệt luôn, cái ship về đây còn chưa được, đừng nói gì mua cái quẹt mà em bán 500 ngàn mà em còn tặng, mà em còn bao ship nữa. Nhưng mà em không có ship thu hộ đâu nha, mấy anh phải chuyển khoản em mới gửi hàng, chứ em có ship thu hộ đâu nó trước. Mất công rồi à, em ơi phải ship cho anh xé hàng ra coi đúng hàng anh mới nhận. No, em không có ship cái dịch vụ đó bao giờ. Mà anh muốn coi hàng cứ tới tận nhà em coi hàng, em gửi định vị qua tới tận nhà em coi hàng, còn đừng kêu em ship tới rồi à, coi xé hàng ra coi rồi coi đúng hàng mới nhận. No, em bán 10 năm nay em chưa bao giờ xài dịch vụ đó bao giờ đâu nha. Vừa bán vừa tặng nha, bán con này tặng con này đó. Mà anh bỏ ra 500 ngàn mà anh mua không được con này, đừng nói là mua tới con còn một của em.